Nhóm học sinh của Lào Cai vừa xuất sắc giành được huy chương vàng tại cuộc thi quốc tế ICANN, cuộc thi đổi mới sáng chế quốc tế 2024 tại Canada. Với sự sáng tạo và khả năng ứng dụng cao, dự án khoa học, thiết bị dành cho người khiếm thị thuộc lĩnh vực trí tuệ nhân tạo và công nghệ máy học của nhóm học sinh các trường Trung học cơ sở Lê Quý Đôn, Trung học cơ sở Ngô Văn Sở và Trung học phổ thông số 3 thành phố Lào Cai đã gây ấn tượng mạnh với ban giám khảo, xuất sắc giành huy chương vàng. Thành công này một lần nữa khẳng định sự sáng tạo không giới hạn của thế hệ trẻ Việt Nam nói chung, học sinh Lào Cai nói riêng. ICANN là cuộc thi uy tín hàng đầu thế giới của Canada, tổ chức hàng năm dành cho các nhà sáng chế. Cuộc thi năm nay được tổ chức với hình thức trực tuyến vào ngày 24 tháng 8. Trước đó, năm 2022, công trình của học sinh trường Trung học phổ thông chuyên Lào Cai đã xuất sắc đoạt giải tại cuộc thi này.